Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số sàn quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios E. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi. Màu trắng quý vị các bạn nhé. Chiếc xe rất là đẹp, rất là mới đây. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 358 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E số sàn sản xuất năm 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios E số sàn 2019 này các bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về phần nước sơn cũng như là về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, dàn lốp thì còn rất là dày này, là dáng đúc chiếc xe rất là đẹp đấy các bạn nhé. Đấy, dàn lốp rất dày luôn. Nước sơn zin nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều này. Nhìn về cái phần đầu, phần ba đời sốc trước các bạn nhá, cụm đèn pha rất là mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhá. Đấy, rất đẹp luôn này. Đấy, rất là mới luôn các bạn nhá. Cả dàn lốp đều rất là dày, là dàn đúc chưa có bị xước bạn này. Đấy, nhìn về cái phần nước sơn ở sườn bên lái này, sơn zin còn theo xe cũng còn rất là nhiều này. Và bên sườn bên phụ cũng vậy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Và nhìn từ cái phần ba đời sốc sau các bạn thấy đây ạ, toàn bộ từ cụm đèn hậu này. Đấy, cụm đèn hậu cũng rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì nhá. Toàn bộ từ chữ này còn rất sáng này, logo đều rất là sáng luôn bạn nhé. Với những chiếc xe đời cao như này thì quý bạn có thể yên tâm về chất lượng rồi này. Đấy, rất là đẹp. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên lái này. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này. Đấy. Keo chỉ cánh cửa là còn nguyên zin. Táp bi cánh cửa này rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, phiên bản này là phiên bản E số sàn này. Từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất đẹp luôn nhá. Những cái phần nỉ trần này cũng còn nguyên này. Chiếc xe này là không có bọc trần đâu các bạn nhé. Và rất là mới này. Xe cũng đã được trang bị là bộ ghế da rồi, trải sàn da rồi. Đấy, rất đẹp luôn này. Full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng này, phiếu nhắc thay dầu này. Và chiếc xe, đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, sản xuất là lắp ráp tại Việt Nam này. Đấy, rất đẹp luôn. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và bạn cùng xem. Đấy, từ keo chỉ cũng còn nguyên zin hết này. Táp bi cánh cửa này, nội thất hàng ghế sau này đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và bạn nhá. Đấy, mới đều một chiếc xe. Rất đẹp luôn đấy ạ. Và đây là cái cốp sau bạn nhá, từ keo chỉ cốp sau này còn nguyên zin này. Keo chỉ còn nguyên zin hết luôn nhá. Đó. Keo chỉ nguyên zin này, đến những cái phần nỉ này đều rất đẹp, rất là mới các bạn nhá. Và đặc biệt là chiếc xe này lốp còn mới tinh, lốp xưa cua còn mới tinh chưa hạ này. Đấy, lốp còn mới tinh luôn các bạn nhá. Chưa hạ đâu. Đấy. Lốp xưa cua mới tinh, nội thất này, cái cốp sau này cũng chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhá. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau
bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin này, táp bi cánh cửa rất đẹp luôn này. Nội thất đều mới luôn các bạn nhé, nội thất rất là mới. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía trước bên phụ này, được keo chỉ còn nguyên zin này, keo chỉ cánh cửa nguyên zin, táp bi cánh cửa này, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là đẹp luôn bạn nhá. Vô lăng, tần số tay phanh này, vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 6 vạn thôi, cho nên đều rất là đẹp các bạn nhá, đẹp và đều. Nội thất thì màu kem rất là sang trọng các bạn nhá, trải sàn da rồi rất là sạch sẽ này. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp này. Zin từng con ốc các bạn nhé, zin hết từng con ốc luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios E 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích, động cơ xăng là động cơ đua VVTi nè, với dung tích 1.5 lít các bạn nhé, kết hợp với hộp số tay 5 cấp. Và cái động cơ này chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn là nó còn nguyên bản này, từ ốc dàn cò này. Đấy, nguyên zin từng con ốc này, ốc dàn cò cũng còn nguyên, chưa thay ốc dàn cò các bạn nhé, cho đến ốc chân máy này. Đấy, tất cả còn nguyên zin hết này. Đấy, chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé. Ốc cabo đây nguyên zin luôn này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên zin. Đấy, keo chỉ cabo này nguyên zin hết này, chưa có con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé. Đấy, tất cả còn rất là mới và rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản các bạn ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios E 2019 số sàn, chạy hơn 6 vạn km các bạn nhé. Đấy, thì chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 358 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Mm-hmm.